thật sự luôn là lúc trước xăm hình nó xấu dã man, bây giờ phải phi lên tận Hà Nội đón em giai đến từ Rapban Nhật Bản về xăm. Hajimemashite. Nhưng mà em hơi lấy đắt nhá, lưng của chị em lấy bao tiền? Chỉ lấy 10.000 đô thôi. Mọi người bảo hơi chát đấy nhá. Mọi người chát kìa mọi người, để em là được. Phải lên Hà Nội đón em, nó chảnh lắm, đang sửa cái lưng các bạn ạ. Lúc trước xăm xấu dã man, thằng em cực kỳ hot luôn nha. Tên của nó là Lam Susan. Nhưng mà chị có ưng không? Đẹp. Đẹp không? Quay đằng sau xem nhìn thấy không? Quay đằng sau cho. Đấy, xem lưng này. Có thấy gì không? Một góc luôn, đen xì, ngày xưa bây giờ có Galaxy luôn này. Ừ, đấy. Còn lâu mới xong, chắc phải tầm bao nhiêu buổi nữa? 50 buổi nữa. 50 buổi nữa? 50. Mày đùa chị à? Miễn chị là trốn đẹp luôn. Miễn là đẹp, chị sang Mỹ em cũng sang cùng chị. Không, chị đi lúc. Ôi, hôm nay chị đi xe gì đấy? Chị đi Rolls Royce vừa mua xong đấy. Chán nhờ, ôi mọi người nhìn này, chán đất. Có hơn 20 tỏi thôi.